Các bạn thì bây giờ mình đã sắp xếp bố cục của giỏ quà nè nè, có chiều cao luôn và bề ngang nữa. Ở đây có đủ luôn nha, nước nè, trà nè, kẹo nè, bánh nè, có đồ đủ hết. Và giỏ quà ở đây bây giờ mình sẽ dán băng keo lại cho nó chắc chắn nha. Ok, đã dán băng keo lại rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô cái bịch quà. Giữ chắc chắn không nha. Đây, không có bị gì hết. Và mình bỏ cái bịch kín màu vàng với cái nơ màu hồng đỏ nha. Vào đây. Đây, bỏ vào bao rồi ha, bao kín nè. Bông mai luôn. Giờ sẽ túm đầu và dán chữ chúc mừng năm mới vào. Đây, đã cột cố định rồi nha. Bây giờ dán chữ chúc mừng năm mới và dán cái nơ vào. Ok, như vậy là xong một cái giỏ quà rồi nha các bạn. Này, bây giờ mình sẽ túm góc này lại cho nó đẹp hơn một tí. Vậy đã là làm xong một cái giỏ quà rồi các bạn, có đầy đủ hết luôn. Các bạn nào nhớ muốn mà có giỏ quà, muốn mua cái giỏ quà thì hãy liên hệ mình sớm nhất để mình có thể chia lại. Và gần nhà mình nha, mình ở Tiên Hỷ, Châu Thành, Bến Tre, lại nhà mình chia lại là 20, có một cái giỏ quà mũ, giỏ không nè, bịch kiến nè, chúc mừng năm mới là và cái nơ, đó là đủ. Bạn nào thì muốn mua trà, bánh, kẹo thì cũng lại mình luôn. Có một cái kẹo này lục giác nè, rất là đẹp, hoặc là ở siêu thị vẫn có, nhưng mà mua ở ngoài thì nó rẻ hơn siêu thị nhiều, tại vì siêu thị có Huế. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ ủng hộ bằng cách like và chia sẻ giùm mình nha. Và đăng ký kênh của mình nữa. Kênh của mình là Ốc Bu. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.